xanh lá cây và xanh dương đậm, xanh dương xanh tít, xanh nó nẻ màu tí. Nói chung là gì? Chúng ta nói chuyện là chúng ta đầu tiên ở đâu ra? Đây, tới đây chứ đi. Thôi thì con đuôi cái khu này gần nhất rồi. Trăm mấy mét. Tới rồi. Lái xe ngang qua đường là tới rồi. Oops. Làm quá vậy mấy cha. Có cách nào đi vô không ta mà không để bị phát hiện? Time for negotiating has done and gone, dipshit. You had your chance to make this right, you didn't take it. Thế nhưng mình nhảy vô ta. Jesus, I don't know. Just stop, please. Ui, rồi nhảy vô cũng được nè. Excuse me. Hết máu, hết máu, hết máu. Má nãy giờ mà cái kia là mình chết chắc rồi đó. That black bitch is mine. Ok, xong, nhanh gọn lẹ. Ok, và chúng ta phải chạy qua cái chỗ bên bên này nữa. Mấy kiểu như hitman gì vô đánh cái ra ngon lành cầm đòn. Ô mà khu này mình cũng phải phá vậy, chúng ta hình như chỉ giết thôi. Mình biết là vậy, mình không rõ phải vậy không. Vừa mới chỉ chạy sang đường một cái là chúng ta có chỗ đi giết. Khu này thì có cảnh sát thì mình không nghĩ là mình nên manh động nữa. Cái xe vừa mới mua cũng mất máu trời ơi. Interrogate, tra khảo. Ôi vãi cái đụng xe. Ủa cái hàng này khó rồi nha. Nếu mà làm động hàng kia thì do lại đụng với hàng Sentry thì lại có vấn đề. Thế mới đâu. Mà đụng với hai hàng này hàng kia nó lại bỏ chạy. Ca này khó à. Ý là không phải không gì được nhưng mà sợ nó chạy vô giống gì á. Đó, quá chuyên nghiệp. Oh fuck nuts. Đó, gọi này ra đúng không? Quá dễ. What the fuck? What the fuck? Mày rút vào lần nào ra? Má hai này nhây thì chứ. Đổi qua đổi lại không không biết nào ra nữa. Ra đây đúng rồi. Sentry ra trước cũng được càng tốt. Con này nó ngáo ngáo sao vậy? Oh fuck nuts. Ra đây nhanh. Mày không làm ra luôn ba. Ra đây lấy cái này coi. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Mẹ không ra luôn, lúc cùng mình phải lôi nó ra. Mẹ bảo mấy thằng. Mấy tiền cái đó. Hả? Hả? I think I saw us. Why are you? I want to hear about Sunny Blue. Ủa đó, interrogate liền, ngon liền. All shops paying protection up to the boss. Kiểu gì nó cũng phải khai ra hết á. Bỏ vô racket luôn, bố mày thích. Bố mày thích như thằng như thế.
Nếu có gì còn tận dụng cho crew nữa ba. Chứ hơi gặp ai cũng biết ba. Hàng kia thì chắc phế rồi. Giờ có giết nó cũng không có cộng tiền được bao nhiêu cho nên thôi khỏi, không cần thiết. Rồi đó, xong rồi đó, khu này khá là dễ. Trust Protection. Giờ phải chạy qua khu này ha. Ờ, tốt bằng kia mình lại để mình lấy cái xe rồi chứ lấy hồi mình quên rồi mình không biết mình nhớ mình để đâu nữa. Xe mình để tốt ở đây. Thôi có hẳn một chiếc xe màu đỏ sau lưng mình luôn. Hai hàng kia thì vẫn cứ khơi khơi như thế. Nhưng này mình chứ không thích được chỗ là nó không có hệ thống mà dự nhiên mình không phí không phải có hay không mà. Tại mình chưa thấy chứ cũng không rõ là mình không biết có hay không thôi. Oh shit man, what the fuck. Cái gì 4 thằng ngồi đây vậy. Có bom một không ta, để chọi thử coi. Không có ai phát hiện. Quá tiện. Có một quả bom mày sẽ xử lý được một đống. Ok vô, cái khu này mình phải đốt hay sao đó. Ú, rượu. Bập hết. Mà sao có 500 vậy? Cái tiền này chỉ vô băng đảng thôi chứ không vô bản thân cá nhân được. Lúc đầu mình cũng tưởng nó vô, ồ nó cho mình xài cái tiền này cho mình chắc cũng tiền nhiều lắm. Tính ra thì nó có bao nhiêu. Nó nguyên một kho chứa rượu gì mà chỉ có mấy chục đồng thôi sao. Thậm chí không có cả báo lấy boy gì có mẹ gì vậy ta. Nhìn chán dễ sợ. Ok, nó tự động đấy. Nếu mà mình làm sao cái nào á, nó tự động chỉ cho mình tới cái chỗ tiếp theo luôn, gần như có thể. Tôi nghĩ là gì? Thì thường nó vô tự động nó chuyển qua nó kia luôn. Khu này gần hơn. Con xe này lái đã chứ, không biết phải của xe của Family Kickback không? Bốn thằng như nãy nữa kìa. Có bom như nãy thì tốt biết mấy. Sợ con nào nó lại báo cáo rồi cảnh sát chứ không có gì thì cứ thoải mái đi đứa. Ngon lành cành đào lên vô. Anh có việc phải phá cái chỗ này rồi, phá cho hết luôn, không để lại dấu tích. Giờ phá không cần dùng tay luôn. Mình sẽ bấm được ta. Phải là phải phá cho hết. Rồi ok, khu này chúng ta xong. Lấy tiền nữa. Ok, lấy xong. Có mấy thằng mà nó canh nữa. Còn 4.500 chứ còn một khu nữa. Ok, khu này chúng ta khu cuối cùng rồi. Của cái màu xanh lá cây, chúng ta còn cái xe dù là xanh dương nữa. Có lại 4 thằng này nữa. Còn bom ta. Còn bom thì chọn nó tiện hơn, lỡ nhanh hơn nhiều. Kiếm chỗ nó coi. We got a problem. Đó. Oh, Jesus. I got a
Đâu, nào gọi. Mày gọi cái gì? Tao đang làm gì mà mày gọi cái gì? What the fuck? Này thì gọi. Bảo đừng có gọi rồi. Nó gọi đến độ mà nhảy xuống đây, nó té xuống dưới mà đi tiếp luôn, ghê chứ. Mình né, mình nấp như vậy là mà nó còn thấy mình, nó còn gọi được nữa chứ trời. Mà không phải chỉ có một đứa gọi thì tại vì là chỉ có một đứa gọi thôi chứ không có nhiều đứa. Nhiều đứa là phiền lắm. Ok, nếu mà mình ngoài đời mà mình tài năng mà như thằng này phá cửa đập cửa kiểu vô như thế này thì hay biết mấy. Nhưng mà cũng không cần thiết cho lắm. Hoặc là kỹ năng mà kiểu như tự bảo vệ bản thân, tự bắn súng hoặc bị biết suy nghĩ rồi tự cho kiểu như là chống chở cho bản thân thì sẽ hay hơn nhiều. Xong. Quá hay mấy đứa. Ba cái y chang nhau luôn, trời ơi. Talk to Bear Donnelly. Hay là mình có nên đi làm mấy nhiệm vụ xung quanh chứ không ta? Ủa, chúng ta còn một cái ở đây nữa mà. À không, nếu mà chúng ta làm cái đó thì nó sẽ tự động nó ngắt mấy cái nhiệm vụ xung quanh. Cái khu này gần hơn. Cái khu này gần hơn, làm mấy ưu tiên cái này trước. 30.000 rồi mà. Thì đằng nào chứ sao thì cũng làm cho nên ngu gì cũng làm, từ từ. Interrogate. This can't be good. Ôi rốt cuộc nó, ủa, nhà phải trong cái store mà này trong đâu nào ra? Mình cũng rõ đứng ở chỗ nào đâu mà phải đi vô. À hình như phải đi vòng ra nguyên khu sau luôn mới được. Tôi nhìn trên bản đồ thì nó phải vòng mỗi khu sau luôn, trời. Nó sẵn tiện làm sao cái nhiệm vụ kia nó sẽ chuyển cái nhiệm vụ mà kia nó sẽ nhanh hơn nhiều. Ra, chúng ta còn có việc phải làm. Bye bye. Chính xác là gì? What do we got? Có sentry kìa. Nó nhìn thấy nhưng mà nó không thắc mắc gì hết ba. What? Thằng kia nó đổi liền. Sao nó qua đây nữa? Ôi, vỡ mẹ luôn rồi. Kệ, không sao. Only so many places to hide, partner. Nếu mà sao vừa đủ thì mấy thằng kia, nếu mà mình tích góp đúng như những gì mình nghĩ nãy giờ thì đứng xa như chỗ thằng Sentry sẽ không thấy. Mình chính xác là như vậy mà mình không có sai trong điều đó. Mới vỡ lại là mình không muốn để nó chạy thoát. Nhất là trong những trường hợp như thế này rất là khó. Và chúng ta cần phải xử với thằng ngoài bìa chứ cái đó. Những thằng nào mà khó đi một mình là dễ chết lắm nha. Đi mà cứ đi đánh lẻ kiểu đại loại vậy. What? Searching thì cứ lại đây mà tới. Anh đợi mày mà. Không việc gì anh phải gấp. Nhưng mà giết những thằng này phải cần phải ưu tiên. Cần có sự lựa chọn. Something ain't right about this. Những thằng như thế này và những thằng như Sentry. You don't belong here, friend. Ok, tới đây.
First Star là cái cho nó tới. Nhiều lúc nó cũng không biết mình đang ở đâu, nghe tới kêu kia là nó nghe hoài luôn. Nó đi check số thứ. Hai thằng quá tiện. Hello there. The hell? Nếu mà có ai thì mình giết nó luôn cho rồi. Tại thằng kia đứng sau cái song cửa mà. Đúng. Chết liền. Quá dễ mà không tốn một viên đạn. Xuống mày, xuống mày. You're gonna nói tell khai. Me everything about Beva's business. All the cash we bring in from selling hooch. I know where it's being stashed. Quỳ cút liền, cho mày vô hội luôn. Anh sau này anh có tiền. Đúng không? Vô hội tha hơn giết người như vậy. Các bạn không giết cái lúc mà cuối mà nó tính tổng lại thì nó bạn bạn cộng thêm 2000 nữa. Vô đây lấy cái giáp ra nè. Ờ lấy máu rồi. Chưa hết máu hết đồ. Ra coi. Máu để đâu? Anh cần. Đúng rồi, đủ 3 cái rồi. Thank you. Again, sir. See you again, sir. Tất nhiên rồi. Cùng xem mình để đâu. Ờ, đây. Rob the car bar. Chúng ta xong một cái khu. Để coi khu nào gần hơn coi. Khu này gần hơn chứ nhỉ. Mà nó làm sâu nữa. Cho nên ưu tiên cái đó. Chỗ nào gần làm trước thôi. Bị cái đó, nó làm ngay khu cảnh. Ngay cái khu cảnh sát nữa chứ. Thế mới căng. Vấn đề làm sao vô trong đây, đây. Có chỗ đi vô. Ồ, cái cục này cũng bự luôn. Bắn nhau ngay chỗ cảnh sát thì có vẻ hơi bự. I'm not seeing nothing. Ủa, thằng này đi xuống hay thằng nào đi xuống ta? Thằng kia thì chắc chắn nó không thấy rồi. Ui, chết mẹ, nó thấy thiệt. I know you don't belong here. We're gonna call for help. Chạy đâu? Giờ nó cũng đã gọi Sentry tới rồi, mình cũng không ngại nữa. Yeah, you like that, huh? Ồ, thanh niên kia đâu rồi? Nó gọi hẳn Sentry tới luôn mà. Vậy khu này xong rồi đó. Boy Verdun. Rob the copper. Đi ra khỏi chỗ này sớm trước khi mà nó kêu lực cái đám kia tới. Hoặc không là nó không tới chỗ này nhưng mà có thể là nó tới chỗ tiếp theo mình sẽ tới. Mình chơi cũng lầy chứ chơi. Mang ngay vô cái chỗ kế bên ngay cái khu cảnh sát này chứ. Đập như đúng rồi, đập như con đẻ. Mình đi chỗ này trước là đúng rồi, vừa tiện đường. Cái gì mà cảnh sát đứng xung quanh ghê vậy. Mình đứng đường nó kêu nó kêu cảnh sát bảo kê nè. Rob the cop bar. Really nigga. Boys blue revive safe keeping for purse stash. Risk cao vậy. Thôi làm gì mình giết từ ta. Căng nhờ. Giờ nó đang hỏi cung mấy đứa này luôn ghê. Yep. You can find them.
Mình không muốn dây dưa cảnh sát nhưng buộc phải dây dưa thôi. You didn't hear? Stupid fuck got in deep to Barbieri. Last seen heading to Robidoux. Truth, huh? That didn't sound right. But if he did, we wouldn't be having this conversation. How to get in here? Nếu mà bị phát hiện là nguyên một đám cảnh sát đuổi vô giết á. Ca này khó lắm luôn á. Rob the cop bar. Nghĩ chắc là tụi này có cái gì vấn đề gì á. Chứ là cần phải vô sớm sớm nhanh 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 một tí, tại nó hỏi mấy thằng kia xong là nó sẽ phát hiện mấy thằng này. Đó, quá đẹp. Are you gonna pay for that? Xong, ngon. Đi ra. Objective lên là map ấy, cái khu này nó không còn nữa, không cần nữa rồi. Mình chạy thẳng qua kia luôn vậy rồi. Cái gì đâu mà chơi ngay chỗ cảnh sát không, mình cũng đến chịu luôn. Ủa sao? No witnesses. Không ai thấy. Và mình hoàn thành rất tốt cái khu khúc này. Ủa sao vậy, chúng ta xong khúc này đỡ tiện ấy chứ. Bye bye, never see you again man. Khó gì đâu. Còn 12.500 đánh, chúng ta đánh hai khu bên trong nữa là hai khu nữa là chúng ta xong. Mình là không muốn đụng chạm với cảnh sát cho lắm. Bây giờ ok xong hết rồi, thoải mái thôi. Mình thích thì mình vô thôi. Ui, hai cô áo trắng. Cô thế nhờ. Just hope some asshole gives me an excuse. Ô, một nồi luôn. Mình còn bỏ bom nữa không ta? Hết rồi hả? Sao căng quá vậy? Nói cái gì mình có 18.000 mấy trong túi hả? Đi ra gọi giao xe để đồ. Send someone to point the gun. Hold your horses, I'll get to you. Mình có 18.000 mấy luôn á hả? Nãy mà giờ mình không để ý luôn á, mình cướp nhiều tới mức đội luôn á. Một thanh niên thì lái xe không nhìn gì hết, một thanh niên thì lái xe dừng đèn đỏ. Nice. Hai thanh niên cũng rảnh háng dễ sợ. Một thằng thì lái như Need for Speed vậy. Một đứa thì lái mà kiểu không nhìn trời nhìn đất gì luôn. Thằng xe van này lái xe van mà làm lái đúng ghê luôn. Frag grenade. Mình chưa mua được không? Mình có Molotov. Vậy làm sao để đổ vào Molotov ta? Ok ok, chúng ta sẽ vô được cái khu này. Để mình lấy Molotov ra hay gì đó để mình chọn nó coi. Mình vẫn chưa biết mình ở đây phải. Sentry hả mày? Anh không nhìn như thế nào. Nó biết rồi. Chạy dữ quá. Ồ, hết chặt cái kêu nó ghê chứ. Chứ còn một cái súng lục khác. Ừ, như thằng đó vừa mới ăn mấy viên đạn của mình rồi mới chết. Má, dừng chơi vậy ba, ăn cả chục viên đạn, không chết là không chết. Rồi này sao ta? Làm sao để phá hủy? Đó, mình chọi lửa ngay chỗ đó rồi đó. Người giờ cũng không hiểu sao để phá nữa. Objective the map. Chúng ta còn một cái ở đây nữa. Moonshine cuối cùng. Có 500 nữa. Cái khu này còn cái gì để lấy không ta? À đây một đống luôn. Mém được bỏ lỡ rồi.
Destroy. Cái bắn hình xăng nó nổ là đó, chiếc ngay 3000, quá đã. Ok, ngon lành cành đào. Thì chúng ta chỉ còn 2000 mấy là xong à. Và chúng ta cần một cái súng lục khác. Nó thật là gì? I need resupply and point for done. Cái súng lục này không cần thiết cho bản thân lắm. Thì chúng ta nên đổi cái súng khác thì sẽ hay hơn nhiều. Với kia nó vào xe luôn cho rồi. Không biết mua xe chỗ nào. Secure Boy of Verdun. Unlock this vehicle. I'm in Point Verdun and I need a new set of wheels. Thanh niên này bán súng rất có tâm. Let me see what you got. Chạy xe like a boss luôn. Okay, shotgun, handguns. Cái mình đổi súng khác cho súng bự luôn ta. Chắc được rifle, special weapon. Hartman rifles. Cái này mình vô lúc nào cũng nó auto nó chỉnh súng chính cho mình chứ nó đâu có cho mình cầm mấy cây hai một lần hai cây đâu. Chín mm Blackburn. Available as a favor from Perk. Hay là mình nên để dành cái múa này đi ta. Video. Mình là hết silent luôn. Múa này thì nó hơi phí tiền. Nó tạm thời là tạm thời phí tiền thì tạm thời là chúng ta lấy chiếc đi làm tiếp nhiệm vụ đi rồi sau mình nếu mà mình unlock được cái favor cho bớt của mình nghĩa là sau cái khúc này nó sẽ làm đủ cho mình để làm cái favor cho mình bớt luôn thì chúng ta sẽ có được cái súng mình thích cái súng đó hơn, súng có nòng thanh là vậy là nó có sinh nòng nhắm thanh đấy chứ vấn đề là để làm sao thôi chúng ta không cần phải giết hết thì phải. Ra đây lẹ. Anh cầm dao đối chiến với chú được rồi. Đó, một phát quá nhanh, quá nhiều. Không được nào nhìn nhé. Too many fucking funerals lately. Fucking Vito man. Sentry đằng kia. Taking out Bull and his whole goddamn crew. Hai thằng này. Didn't he just get married? Yeah, you remember that little redhead used to work the desk. Yeah. Jesus. Good job. Thằng kia chắc đang bưng đồ. Oops. Đâu chưa thấy mình thì phải. Đúng rồi, chưa thấy thì nhưng mà sợ Sentry nó quay lại thôi. Cho nên kiểu gì cũng phải ưu tiên mấy thằng này chứ. Ồ, quả thanh niên quay người tập thể dục. Really, Nicky? Mấy nó thấy mình luôn à. Thằng này có giữ tiền hay sao ta. Ồ, để coi này là cái gì ta. Hình như mình giết người mà giết người im lặng nãy giờ cũng khá là nhiều nhưng mà nghĩ là gì? Perform 100. Mới đó 100 rồi hả? Stealth takedown. 100 rồi hả? Nhanh vậy. Có vẻ mình giết toàn giết bằng cái đó rồi nên nó nhanh vậy đái luôn. Oops, vô lộn. Ok. Vị trí của tụi này nó nằm đâu? Sentry đứng đằng kia. Tụi này chắc là dân thường thôi chứ nó không để ý đâu. Mà bắn vậy nó cũng đâu có nói gì đâu ta. Nó chỉ là đang phát hoảng thôi chứ nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Đằng đây thì nó có cái medicine đây.
Anh rất cần những thứ như thế này. Mình chỉ đi phá là xong rồi đấy. Cầm cái tech knife nữa. Có đạn. Ồ, cái này nhận 100 viên đạn. Ngu gì không cầm. Steel map to Musaikan. Nếu này thật chất là nếu mà bạn các bạn làm hết á thì càng tốt. Nhưng mà nếu mà bạn làm vừa đủ nhiệm vụ thì sống hết. Ồ, còn 50. Tiền đâu rồi ta? Tiền để đâu rồi? Tôi chỉ cần 50 thôi. Damage complete. Ồ, bắn này cũng damage complete nữa. No witnesses. Tiền gì đâu. Ok, chúng ta xong. Giờ chỉ còn nó chạy ra thôi. Thoải mái. Chúng ta vẫn chưa đánh động gì nhiều rồi nó. Talk to Nicky Burke. Hai đứa kia cũng gần nhau mà. Rồi, chúng ta làm xong một lần cho hai đứa luôn. Thì về một lúc luôn chứ phụ qua chạy lại cũng mạnh lắm. Ngay đây gần hơn. Mình công nhận mình thích cái nào là nó tiện, nó gần hơn mình xử lý trước cho nó tiện đường. Chứ mà cái nào cũng... chứ cũng đâm đầu vô làm, ví dụ. Tại vì nếu các bạn nào là Car Combat rồi mình cứ vô Car Combat đi. Còn xe này lái đã chứ. Chơi xong đẹp chơi. No one's paying up the Sunny Blue. It's really fucked him up with the boots. Sonny's back over at the Roberto. His language has taken an especially colorful turn of late. I take it the butcher didn't appreciate Sonny's loan sharking and protection rackets being disrupted. You got that right. And the Shinola has hit the fan. Sonny set on getting things back to normal. You know, keeping his people more scared of him than you. We'll see about that. Keep your head down till this is over, hear? Ta sẽ đi đối đầu với thằng con Sunny Blue, nhưng mà sau đó chúng ta phải đi nói chuyện với con Nicky để nó giao nhiệm vụ hai thằng cuối nữa. Thì bên đấy có tiện đường nè, đó. Sắp xếp quá là hợp lý và đúng theo trình tự. Là trong một vòng một tập chúng ta xử lý khá được nhiều chuyện. Và chính thức chúng ta sẽ unlock được thằng Perk. Thì chúng ta giúp cho nó rồi. Thì chúng ta sẽ được cái favor cái này, những cái unlock quan trọng hơn. Chứ không chỉ đơn thuần là xe cộ này cái kiểu. Nếu bảo là cái khu này y chút là chết chưa? Mình có vẻ mình lái hơi quá nha. Sorry. Nhưng mà lỡ rồi. Thông cảm. Già mắt lem nhem không thấy đường, lái xe đụng chạm tùm lum la. Bevis can't be happy. You got Carl's attention. He's back at the Sweetwater Distillery. Any idea how he'll react when I go in there? He's bug shit crazy swamp people. How do you think he'll react? Still. Might be worth keeping him around. No one knows the bayou like he does. Oh, you one for this, Nicky? Damn right you do. Okay, ngon lắm. Confront Ken Beavers. Có tạp chí label gì không chị? Giờ em coi với. Đá ồ nhá, cái có liền. Nhắc cái là có liền. Hãy anh thích. Vargas xong rồi, nhưng mà đa phần là Vargas rồi. Nếu mà bạn muốn tìm lấy bò thì các bạn phải chịu khó lên coi cái bản đồ, nó sẽ chỉ hướng dẫn đi tìm mấy cuốn lấy bò. Có vẻ hơi lâu nhưng mà nó đáng để đi tìm. Như là một điều mình muốn biết, nó muốn thay đổi cái game này nữa là những cái xe như thế này á, nó nên là một cái hệ thống nhận diện, nó biết xe này xe của bạn. Mà nó đang đứng ở đâu lỗi lần mà bạn bật cái pointer lên, ví dụ vậy. Thì mình nên đi đứa nào ta chứ. Cái này gần hơn nè. Confront Sunny Blue. Chúng ta đi xử lý cái việc nãy giờ chứ.
Sunny Blue trước. Rồi sau chúng ta sẽ xử lý cái thằng bên kia. Thì chắc là phải giết luôn rồi. Còn phone, còn những thằng trong bracket nhỏ chúng ta mới đi cho nó vô cái của chúng ta được. Nó mình vừa đèn đỏ hơi bị quá đà nữa. Cái quẹo này vừa cua là vô bên trong hay sao á. Nãy đi lộn đường, chuyện này nó cũng nhường đường dễ sợ luôn. Nó thấy mình quẹo nó cũng để xe lại chứ nó cho mình vô. Đó, mình phải vô cái hướng này tại mình nhìn cái bản đồ nó chỉ hướng kia mới đúng. Confirm Sunny Blue man. Chúng ta có chuyện để giải quyết đây. Entrance. Sao căng có gì sentry đâu một đống. Up when the old man thinks you're ready. Just I don't know, man. Maybe I should kiss that more. Right mind would ever fall. Yeah, fuck with Sunny Blue. I'd kiss a hurt at some colored fella. How you think? The fuck's a color doing way up here? The boss's wife. Beats me. Remember what you said. No one's to gonna him. Shed any tears so far. When a baby was due. You see him? Oh. You light his ass up. Let's go. Oh, what if? Mình đang cần áo giáp cho nó. Mấy em đã phát hiện nữa, mình không thấy này ta. Tức là các bạn chỉ thấy những thằng nào mà nó nằm trong tầm ngắm của bạn. Và các bạn xác định được nó thì chứ nó mới nằm, các bạn mới thấy được nó. Cho nên có nhiều pha nãy mình không thấy. Và chúng ta đã rất là cần giáp. Đó, có chúng ta một thanh ở trên nữa. Thì mình đi cứ đi từ từ bình tĩnh đó, ok đi. Hàng này đây đúng không? Ok, chúng ta có một thằng ngay đây. Và tụi nó thường là nó tách ra hết rồi, cho nên không sao hết. Chúng ta đã giải quyết là gọn gàng êm xuôi được. Chứ nào nó đi chung với nhau mới đáng sợ. Còn những thằng thứ này thì không có gì phải xóng đó. Vô đập nó được. Mà cái này là chỉ là cái chế độ thường thôi nha. Có thằng sentry ngay đây. Mày thì hút thuốc lá. Má nhìn cái tay nó với kiểu mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Tại sao mày lại đâm tao ví dụ vậy? Má đúng hài luôn. Cái gì có con bò sản xuất thịt bò hay sao? Không biết nó thấy mình không ta? Ấp mặt vô tường mà. Xung quanh không có ai nữa. Vô. Thích những đứa như chú. Rồi đó, tiền để cọc 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 là anh thích rồi. Ngoài đời mà những đứa nào để cọc 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 như vậy là anh rất thích. The whole shakedown crew's just gone. Fuck. Đi gọi từng đứa đây nè. Ok, ra đây. Ủa, lần ra hai thằng luôn ta. Hai này nó đi cũng có hội có thuyền quá ha. Rồi đó, giờ mới tắt ra mới chết nè. Cái thứ chết người là đây. Đây, đúng rồi, chết người là đây nè, đó. Nhưng mà cái này chế độ trung bình cho nên mình cũng không rõ là cái chế độ khó nó sẽ như thế nào. Đó, quá đẹp. Mình không hiểu sao mình cứ lại vẫn thích cái stealth takedown như thế này sẽ hay biết mấy. Hay hơn rất là nhiều luôn chứ, nếu mà mình chơi cái như vậy giữ vững là được rồi. Đây, cũng được, tao thấy mình càng tốt. Nếu mà thấy mình lôi thằng này vô thì mình đâm thằng cái thằng sentry nó không thấy.
Ui, tôi tưởng ông thấy. Ừ, nhưng mà nó thấy, nhưng mà tới hiện tại nó vẫn chưa gọi được, và những hàng xung quanh nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hello, 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 hello. Killing time. Ồ, mém nữa mất máu, sao rồi. Ồ. Cái gì vậy bạn? Thấy cầm tách nai không? Cái này có vẻ không bắn xa được. Mình là hết kiểu như bắn với xung quanh ngoài rồi chúng ta mới tập trung với thằng chùm á. Mình thích thế hơn. Ra đi em, ra đi. Không thời gian để xử lý mấy thằng chùm, xử lý được thứ rồi. Ôi, cái gì vậy đó. Thấy đường đạn luôn, nó ghê chứ. Nhưng mà thằng này hình như phải giết rồi. Bắn chúng một thịt bò mới ghê. Sao mỗi lần mà mình né đó là coi như là nó là coi như là nó chạy ra liền luôn á. Mình cho bò vậy. Sao mà nhé. Fuck, you know what that butch is gonna do to me. Should have never fucked with Irish Point. Slaughterhouse is clear. Send your people. Hey, don't worry about the bodies. My boys will know what to do about them. If we can retake the distillery, that fat fucking Barbieri won't have anywhere else to go. Thomas Burke came to the States as a boy when his father fled Ireland, likely because of his involvement in the Irish Civil War. After his father died of a heart attack, Burke started running booze to support himself. I mean, he turned bootlegging into an entire industry, and Sal Marcano took notice. Burke worked his way up the ranks, but could never be made because he wasn't Italian. Yep, heard many a horror story about the things that went on between these walls. Now we get to make some of our own, eh? Nó có thể cho tụi cảnh sát đi ra khỏi chỗ khác, không lại chỗ này nữa. Ủa hay chứ. Kiểu như là nếu mà đang bị chi lùng thì có thể gọi con Fiona, nó sẽ giúp cho bạn. Rồi chúng ta, cái việc như chúng ta đang cần làm là gửi tiền, xong rồi chúng ta sẽ đi ra khỏi chỗ này, giết cái thằng còn lại. Mọi chuyện khó là cứ để mình. Send someone to Point Verdun to pick up my cash.
Xe mình lúc nào cũng mới sạch như mới luôn ha. Giờ chỉ cần gửi tiền là ngon rồi. Mình không sợ chết nhưng mà ý là thì chắc ăn. Lúc đó cái mọi chuyện sau này nó cũng thoải mái hơn ha. Lại nó đưa nhanh cái mộ rồi xong cái nó đi. Kìa, chúng ta còn một hàng để xử lý nữa. Moonshine Compound Car Beavers. Chúng ta còn nhiều chuyện để làm lắm rồi. Những thằng này cần phải bị trừ khử khỏi xã hội. Ngoài những thằng kia có thể giúp ích nhưng mà nó cũng nó đá động gì nhiều. Những cái thằng lớn lớn cho nên cũng tha mạng được. Những thằng này tội lỗi quá nhiều. Ngộ mà mấy thằng trên ra mà cũng đáng phải giết thôi chứ gì. Oops, sorry, xin lỗi. Lái có vẻ hơi quá đà tí. Lỡ rồi biết sao giờ. Mấy thanh niên lái xe khó chịu ghê. À cái chỗ nãy nữa hả? Bình thường như cân đường hộp sữa. Dù gì mình qua đã tới đây một lần rồi. Oops. Chưa thấy Sentry rồi, what the fuck. Không cũng thấy được cái này, cái mấy thằng này nó có cái nút mà xa xa tí. Cái nút nhận thức nó xa xa với nhiều lúc cái chỗ à. Game thì kêu là chỗ này xa thật nhưng mà cái khi mà nó tới gần lắm thì mình mới bấm được nút thì lúc đó nó báo động hết trơn rồi. Chưa kể là có nhiều đứa thì mắc như mắc đại bàng. Sentry trước đi. Mấy này công nhân thì chắc nó không có ưa, nó không có để ý đâu. Quá đẹp, quá đẹp, cái cú này quá đẹp. So với những cái thằng mà Sentry thường là những cái thằng mà kiểu như là nhìn mặt cứ giống châu Á là sao? Có giáp à, đỡ ghê á. Chỗ nào cũng có giáp á. Những cái chỗ mà còn form lớn như thế này thì lúc nào cũng có giáp đều. He's out tens of thousands of dollars in liquor, and you're worried about your paycheck. Chỉ mới thấy thôi chứ chưa đi lên đâu ba. Gì hai ba thằng Sentry cùng một lúc luôn ta. Để mà xem xung quanh thì có ai không? Chỗ này thì không rồi, nhưng mà để coi. Ủa, 50 ngàn. Nếu mà mình làm xong phi vụ này chắc cũng được 50 ngàn. Dao này nó bén gì đâu ta. Rất là hữu dụng luôn chứ. Thấy gì đâu mà toàn chơi stealth takedown là nhiều. Sentry đứng tút bên ngoài. Car Beavers. Chỗ này tụi nó không ai canh luôn. Chết mẹ mày rồi con. Không ai canh là dễ chết lắm. Mà vấn đề tìm đường lên thôi chứ không gì á. Để mình giết sẵn tiện đi ngang qua giết thằng này luôn. Ồ. Mình không thấy gì nói ta. Nó đang dắt thằng kia vô hay sao ta? Đứng yên ngoài mày. Vô đây mày. Không thèm luôn. Chảnh chó luôn. Chảnh chó mày. Không thèm vô, còn đỏ đeo mắt kính nữa chứ.
Mày này giống như mấy hàng canh cửa vậy hả? Đi đâu? Ồ, cái pha này ác quá. Nó quay người lại nữa chứ. Đây đây, có lên lầu đây. Vô. Xem truy gì mà nó ú rượu không. Nó bần gì luôn hả ta? Ủa, mình gọi bên đây dùng một thằng nó xuống ta. Not making a peep, is he? Quá dễ. Chú em chưa kịp nói tiếng nào là đã bị ăn đạn rồi. Nhưng mà kia nó phát hiện rồi. Chuẩn bị súng đi. Come on, son. Take your whooping like a man. Thôi là mình có băng giáp á. Đùa qua dân chơi. Trước khi vô gặp dân chơi là đã chuẩn bị hết rồi. You talk too much. Emptied out the distillery. It's primed and ready for your boys. Offer's still standing. My boys are on the way. Everything's in place. The butcher's on his way. Time to put that rabid dog down. Lincoln Clay convince Thomas Burke, Vito Scaletta, and the woman known as Cassandra to work together. He called a sit-down. He told them to meet him at an old plantation house in the bayou. When he had them all in the same room, he laid out how they were going to take down Marcano. Lincoln could be very persuasive. Rồi ok, chúng ta xong cái khu này và chúng ta sẽ có nhiệm vụ chính, đó chính là nói chuyện với đồng nguyên đám kia. Boss Iron Metal. Ok, khu này khu của chúng ta rồi nha. Làm sao ra khỏi khu này đây? Whiskey everywhere. Not a drop to drink. Cái đường nó nằm đâu ta? Maybe a drop every now and then. Mình vừa chạy qua tới cổng sâu hay sao ta? Mình cần phải ra khỏi khu này để mình còn đi công chuyện nữa ta. Đúng rồi, cái chỗ này mới đúng nè. Whiskey everywhere. Nó biết xem mình còn đây không? Send someone to Point Verdun. I'm in Point Verdun and I need a new set. Chờ nó vào xe luôn cho tiện. Bây giờ chúng ta sẽ có gì đây? Protection. Earn 31.250.000. Kill the butcher, return to Spurs Iron and Metal. Chưa xong nữa. Ôi má, mình muốn cán rồi hả? Lá gì ghê giọng nội. Ok, xuống xe mày. One car is promised.
Appreciate it. Ủa vậy được chứ, không biết còn một cái nhiệm vụ nào khác không ta? Chắc không, cái này là cái cuối, mình nghĩ là vậy. Cái cuối trong thời gian hiện tại là cái liên quan tới việc mình mời hai người kia vô á để làm chung với chúng ta. Còn bây giờ chúng ta diễn biến thì sao, chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ biết. Nhưng mà cũng nhờ người Bird cũng như một số cái đặc quyền cũng khá là hay. Okay. Em nói kêu giết ai kêu được bất cứ. Chúng ta làm một cái The Butcher nào nó mới giết ta. Đó là bàn bạc công chuyện nha. Cái chỗ này khó đi dễ sợ luôn á. What's this all about? Getting ready for some company? Barbieri should be here any minute now. Barbieri's coming here. So he claims. Never known a man to be a liar. I just got off the phone with him. I told him if he wanted to settle up, he'd be here waiting. For fuck's sake, Burke, you don't ever tell your enemy when and where you're gonna set up the ambush. Christ, you're much too serious about all this. It takes the fun out of it. Besides, what's the worst that could happen? You could get us all killed. Aye, that I could. It's all right. This is Nicky. Butcher and his boys are right behind me. You sure? If there's one benefit to being your miserable dot, it's I know what a posse of Dago assholes out for blood looks like. I'll call them out with a spotlight on the water tower. I'll load up some barrels with a special petrol mixer cooked up. I'll scatter them across the yard. A bullet will take them out. So don't be close to them when they blow. I'm gonna snipe those guinea fucks from the crane. You should head up to the roof. One last thing. You try to cut and run, I'll plant you myself. We clear? I'll see you when this is done. You might. You all right back there, con súng nhắm luôn bay. Doing? Whatever have I done to warrant okay. Such fucking concern? Ah, shite, girl. A simple yes or no would have been fine. Chỉ cần một viên là tụi nó lên left, lên nòng rồi. Có cái nào zoom không ta? Giết tụi nó trước khi tụi nó kịp xuống xe. Được rồi. Vừa có nói luôn. Ồ, giết thì nhận tới 3 viên vậy. Nhớ rồi. Đó, dính liền. Nó bắn bể cái chỗ này luôn ta. Nắp cho kỹ vào. Ồ. Đó này thì nắp bằng sâu cái. Công nhận nó ngu thiệt chứ, nắp bằng sâu cái kia. Gọi thanh niên leo trèo. Four bastards must be starving. No scope on ta. Cái này khó bắn ghê ta. Nếu mà có zoom lên thì zoom xa hơn tí là tốt biết mấy. Ta còn khoảng 5 viên. Không sao, dễ mà. Whoa. Một phát nhà đầu liền. Sao sao quá vậy? Nhưng mà nó bắn bể cái chỗ này luôn mới ghê chứ. Chúng ta còn phải mấy viên à?
Nó đạn mới ghê chứ. Oh yeah baby. Baby núp đâu vậy? Núp đâu vậy? Núp chỗ đó thì có vẻ hơi ảo gì đó. Một phát cái đầu. Này nó ngáo gì đâu luôn á ba. Nó không biết mình đây hay sao ta. Nữa rồi. Hey, I don't give two fucks about Burke's little pet Niglet. I want the Mick alive. Got it? I'm gonna give him an ass fucking. He's never gonna fucking forget. Bring him back fucking alive, that cocksucker. Oh, nó còn dắt đồng bọn tới reinforcement nữa hả? Căng vậy mấy đứa. Confront the butcher. Thằng kia chắc máu cũng trâu lắm. Mình xuống dưới mình bắn luôn cho rồi. Chưa đứng sao mà mở rác thôi chứ. Cầm cái súng gì không biết nữa. Mình ráng mình táp lắm rồi đó. Mà có vẻ sao quá, không hợp với súng này vậy lắm. Không ngờ là bắn mà nó vỡ luôn đấy ta. Chân thật. Đây gọi là chân thật. Mà cái này xào quá. Thôi mình xuống mình solo nó luôn đi. Ngại gì vết bẩn. Ô, này là bắn ké nữa chứ. Mình bắn muốn hết đạn luôn mà nó vẫn không chết. So nice, thằng này nó OB vậy. Ôi, bắn một phát nhà đầu em chết. Mình tính bắn cho nó nổ nhưng mà mình đứng gần quá nó nhìn nó mới bắn vậy lắm. Chỉ còn khoảng 43 viên đạn rồi đó. Ơi có đạn thêm rồi nè. Có màn chết thì cũng có đạn nữa nè. Sao tự nhiên cái chỗ đó mình không có chui vô được mặc dù mình bấm X giờ đó. Con mẹ mày, thằng này đó nó không biết chết được, kiểu là mình phải should have saved a bullet or two. A Negro and a Mick working together. Fuck me, I never thought I'd live to see the day. What can I say? Brave new world. Shall I then? I see the legs still giving you fits, huh, fucko? Ah, fuck you. You won't be so cocky once I take the acetylene to you. Fuck you! What do you think happens next, huh? You're gonna die, motherfucker. You're gonna hold next to me. You, your whole organization. You're gonna suck my dick in hell. You all right? Grab his legs. Time to get him into the garage. Fat cunt. We were never able to reconstruct precisely what happened to Barbieri, primarily because his body wasn't found until the mid-1980s. The Army Corps of Engineers was dredging the bottom of the Mississippi River, and his remains were found in the trunk of an old car. Both legs were broken so many times, there was barely any bone left.